Trong khuôn khổ lễ hội Việt Nam Nhật Bản năm 2016 đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA phối hợp cùng Hội nông dân Việt Nam đã tổ chức hội thảo kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam định hướng tương lai gần. Hội thảo là nơi gặp gỡ giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam và Nhật Bản để cùng thảo luận về những thuận lợi, thách thức cũng như chiến lược để đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp giữa hai nước trong tương lai. Mặc dù có tiềm năng rất lớn, nhưng hiện đầu tư vào ngành nông nghiệp Việt Nam của Nhật Bản vẫn còn rất hạn chế. Mới chỉ có khoảng 35 doanh nghiệp Nhật với tổng mức đầu tư 234 triệu đô la Mỹ, chỉ chiếm trên 4% tổng đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam. Việc đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp Việt-Nhật trong tương lai là cần thiết để phát huy lợi thế vốn có của mỗi quốc gia để xây dựng chuỗi nông sản bền vững và hiệu quả. Cơ hội mà hợp tác giữa hai doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam và Nhật Bản với nhau mà làm tốt ấy, thì Việt Nam là các cái doanh nghiệp Việt Nam là hưởng lợi rất nhiều từ cái kinh nghiệm mà làm nông nghiệp của các cái doanh nghiệp Nhật Bản này, từ cái kinh nghiệm mà quản lý rồi tìm kiếm thị trường rồi phân phối sản phẩm cũng như là nâng cao cái giá trị gia tăng của cái sản phẩm nông nghiệp. Thế mạnh của Nhật Bản là có nền công nghệ cao và truyền thống nông nghiệp lâu đời. Tuy nhiên, Nhật Bản đang có vấn đề về xã hội, là người cao tuổi ngày càng tăng và dân số ngày càng giảm. Trong khi đó, Việt Nam, kinh tế đang phát triển, dân số tăng, người trẻ nhiều, có đội ngũ kế thừa làm nông nghiệp rất phong phú, nhưng lại non kém về mặt kỹ thuật. Rất mong sự phối hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ giải quyết được vấn đề đang là điểm yếu của cả hai quốc gia. Sản xuất nông nghiệp Việt Nam hiện vẫn chưa dựa trên kinh nghiệm truyền thống nhiều hơn là nhu cầu và thị hiếu thị trường. Do đó, sự tham gia định hướng sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản với nền tảng công nghệ cao và kinh nghiệm quản lý tiên tiến sẽ giúp nông dân Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản toàn cầu. Tuy nhiên, cần phải có những cơ chế cũng như chiến lược mạnh mẽ hơn để có thể tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác nông nghiệp Việt-Nhật trên cơ sở gia tăng lợi ích cả hai bên. Hiện Việt Nam có 20 nhà máy nhiệt điện cung cấp hơn 13.000 MW, đóng góp